ông Putin nói sẽ sớm gặp ông Tập. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh ông chủ điện Kremlin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10. Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một số sự kiện và sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 1 tháng 9. Ông Tập gọi tôi là bằng hữu, và tôi cũng rất vui được gọi ông ấy là bằng hữu của mình, vì ông ấy là người đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển quan hệ Nga-Trung. Theo ông Putin, hai lãnh đạo dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác nhân đạo. Tổng thống Putin bình luận trong bối cảnh cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Usakov cuối tháng 7 xác nhận ông chủ điện Kremlin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10. Khi diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức, ông Usakov không đề cập thời điểm cụ thể. Lần gần nhất Tổng thống Putin thăm Trung Quốc là vào tháng 2 năm 2022, dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, vài tuần trước khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Ông chủ điện Kremlin còn từng dự diễn đàn Vành đai và Con đường ở Trung Quốc năm 2017 và 2019. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29 tháng 8 cho biết lịch trình về các cuộc tiếp xúc song phương Nga-Trung ở các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất, đang được thu xếp. Chúng tôi sẽ thông báo về các sự kiện, thời gian cụ thể vào lúc thích hợp, ông Peskov nói. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 31 tháng 8 xác nhận nước này sẽ tổ chức diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh vào tháng 10. Trung Quốc đang trao đổi với tất cả các bên để chuẩn bị cho diễn đàn và sẽ công bố thông tin liên quan vào thời điểm thích hợp. Nga và Trung Quốc nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn hồi tháng 2 năm 2022. Hai bên sau đó nhiều lần khẳng định sức mạnh mối quan hệ, với kim ngạch thương mại song phương gia tăng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 đã thăm Moscow, hội đàm với Tổng thống Putin. Hai lãnh đạo ca ngợi kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương và thảo luận về những đề xuất của Bắc Kinh nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.